Tại hội nghị, đồng chí Lách Lẩy Sĩ Vi Lây, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác cấp cao tỉnh Quảng Trị lần này. Đây là cơ sở quan trọng để hai tỉnh tiếp tục hiện thực hóa những nội dung hợp tác hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương, nhất là trong lĩnh vực khai thác, sản xuất mặt hàng than đá. Đối với những nội dung đã được ký kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương trước đó, tỉnh Sê Công đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển và xuất khẩu than đá từ Sê Công đi qua các tỉnh Salavan, Savannakhet về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lai, La Lai và Đen Savan, Lao Bảo. Đảng bộ chính quyền Sê Công sẵn sàng chào đón và sẽ tạo một điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng sang đầu tư tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chúc mừng những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Công đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được trong quan hệ hợp tác và tin tưởng sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này giữa hai tỉnh Quảng Trị, Sê Công trong thời gian tới. Thông tin những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiến độ các dự án trọng điểm của Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng cho biết, Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan, nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu than đá từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lai. Trong đó, việc thực hiện các nội dung cam kết hợp tác với tỉnh Sê Công được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thời gian tới, mong muốn Đảng bộ chính quyền tỉnh Sê Công tập trung chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung tại biên bản hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh được ký vào tháng 8 năm 2023, quan tâm đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin giữa hai địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án để kịp thời phối hợp giải quyết. Trên cơ sở kết quả trao đổi tại phiên làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết 5 nội dung trong biên bản ghi nhớ. Trong đó đáng chú ý là việc nghiên cứu nâng cấp mở rộng tuyến đường từ huyện Kaleum Sê Công đến huyện Tà Ôi Salavan nhằm kết nối với tuyến giao thông qua huyện Nòng đến bản Đông Savannakhet về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại của các địa phương, nhất là vận chuyển mặt hàng than đá. Phối hợp nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư, dịch vụ logistics, du lịch qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối mạnh mẽ giữa các tỉnh Sê Công, Champa Sắc, Salavan, Quảng Trị và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua cửa khẩu quốc tế La Lai, tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng trao tặng tỉnh Sê Công 150 triệu đồng.